Mấy con thì giờ chả buồn chơi luôn, đê ghẻ này. Tướng mới thì không chơi, chơi mấy con cũ rồi lại than là sao nhỉ? Cái xa kìa, cơ động của em chưa thấy mũi cho cây sao luôn, biết chơi đâu chơi. Nói thẳng là đéo biết chơi luôn. Con người ta dễ chơi, chơi đam điển vậy không chơi. Em đang ngủ thì lên cơn sốt tỉnh của mẹ luôn, hỏi luôn em biết khi nào em bệnh luôn ha. À, khi nào tao nằm liệt giường tao mới biết là tao bệnh. Để lúc nào cháu nằm liệt giường đó là ngủ muội. Bữa đang nằm còn bị núi đè nữa chứ má thiệt chứ. Dây ôi, không biết đặt tên gì sao em đi lại nó. Cao thủ Seju anh đi. I'm here, I'm here. I'm coming. Giúp nó kìa. Đồ Renga bắt ăn mình ỉa luôn á. Coming. Kéo à. Không kéo rồi vậy luôn. Seju chuẩn bị rồi, má hiện hình á. Quên ha, tới lên 2 có e ta. Vô nè. Quên. Mạnh, bạn mạnh, bạn mạnh, hay, bạn mạnh, ôi, ôi. Đồ đồ mà. Không thấy luôn á, không thấy là nhường nè, mạng nè, ngoài sức cực, nè 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 nè, xì lô mười ơi, cái đó, hai một máu à, hôm nay điếc không sợ súng à, thôi bỏ mẹ, đang tới. Vẫn chưa về đâu mọi người. Qua cái. Hả? Chụp ma. Hello there. Chơi bụng binh với lòng heo. Chơi được cái này. Chạy cái bùi. Chạy cái bùi. Nói rồi, vô red là chết mà. Vô nè, đánh nè. Ai cu mày nữa. Có, chạy xuống dưới đi, chạy xuống bụi dưới được không? Có được kìa. Láo nha. Ủa né rồi, hay né quy không? Ăn chủ rồi. Ôi, tiếp sức mùa thi kìa. Dí mùi luôn á. Vô không rồi. Nhảy lên một cái nào. Rồi, không có rồi. Ba này. Ra hành nè. Một con rợ đó, nha. Này. Hai dòng mà đi mẹ bệt đam đéo chết trên ga nó hiu cái đã vậy. Đánh được. Ra không chết á. Giải tắc tại của lên cái cây đó chưa. Bị độc tố quá liều quá hiểu không? Dạ em chín hả? Em bị hiện hình rồi nha, Ồ, cái chối nữa. Còn mấy bên đó thì chịu quá. Đợi anh tết định. Đợi anh tết định. Đợi anh chủ á Ken. Chịu quá. Chủ nó chủ với nó Ken. Ừ, đừng có chạy. Chạy ra thì chạy vô chủ á, đừng có chạy vô chủ khác. Cánh chuột đi ơi, cánh chuột á. Chạy đâu. Qua đứng dưới rồi ông đi, chạy xuống dưới ông đi. Còn đi, mắt trời. Ồ, bên ga này nó đù. Đến dưới đường đánh nhau nó đù. Giết tụi nó chặn tụi nó không tim mình ăn. Chặn tim mình có ăn không? Em với mũi ăn được mà. Nè. Ôi. Ủa mà anh thích ăn mình cũng được. Tính ra nó bận rồi. Ghê thiệt. Tự vô. Mà gì nó chọn hết. Năm giây. Mẹ lẹ không? Ê, giết lẹ, đừng cho mất máu. Đó, nó cụm, nó mất con gạch à. Mẹ nó,
chứ giữ mới vô gạch sâu trong luôn. Ủa hai dập. Đẩy lồng này về cho nó khỏi ấy. Hết mana kìa. Thôi. Rồi rồi về. Ủa rồi. Sẽ đớp đéo lót được cái quy. Ôi đủ mẹ. Đồ mẹ nó là chụp em rồi. Đó mua đưa nó lát. Đập nó mũi. Ồ ra cho em. Còn. Còn lát lên chơi búa. Dạ. Đẹp mẻ luôn. Móc ra. Móc không lát á. Cú rồi. Em chủ rồi, rồi thấy em móc hết rồi, móc hết rồi. Có cái lồng chị đó. Móc lát luôn. Ờ, mất lát này. Lát lồng mẹ nè. Từ 3 đến 5 thì biến thành 2 đến 4. Mày sao bị chủ bắn luôn kìa. Ừ. Chủ dẫn lồng má nó dựng chủ. Sao cái lỗi này nó vẫn còn dính vậy? Nó bích đội hình này có chiến thuật hết mà. Qua đâu đấy không? Để về kia đẩy boss rồi. Chói nè, đập nó mùi. Có con chủ đây không? Đó, có chủ, có chủ. Đây, đây, đây. 5 giây nữa à. Ráng nhớ nhớ ơi, 3 giây. Nè, một giây nè, một giây nè. Lục mẹ. Chưa nổ chân lục chuột luôn, nó chặt. Ôi! Tiếc mẹ mày! Thôi bấu rồi! Chắc là mày phun mẹ, mày đừng bắn luôn. Chết chuột rồi anh, chết nè, bắt nó được nè anh, bắt nó được. Mẹ ơi, nó gì sớm rồi. Chuột yếu nè, chuột yếu nè. Nào, boss vô rồi, boss vô rồi. Đánh đây là win nè. Ok chủ ok. Hút máu mày. Ờ. Cứ lùng má đéo hút được rồi. Tới luôn. Đánh treo kìa Ken. Ơi. Châu ơi má. Rồi xong 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 tin mẹ. Đó giữ đây giữ. Xong. Nó hết đi mà dũng rồi, hết mà dũng rồi. Nó đẻ ấy. Này anh ơi. Tiếp nè anh R tiếp nè. Để mít lên cái anh ơi, để mít quay. Đứng mít đi. Đứng hai bên. Quay đi anh. Nó chết mày. Để ăn lồng đẻ lắm, mình ăn lồng đẻ lắm. Ơi nó bắt luôn à, anh tích đẩy luôn. Ơi sao mình không nhảy cho win luôn ta? Ừ nha. Vô đi. Rồng mũi, rồng ăn mũi, rồng ăn mũi. Ăn rồi. Để phòng hết kìa anh em. Để lầu mẹ cho nhảy vô nguyên mẹ xong ơi bể nhà chưa bể bể rồi bể biết bắn rồi nè đi trời bị rót cái bé đó là làm mà rột đẩy mid top rồi. Ủa sao lùng tích đéo ô ti rồi chạy thẳng vô đây luôn hàng đâu em đồ mới vinh quang của em. Ừ ha. Đéo ti chạy mẹ vô rồi ta. Lâu chứ gì vậy? Thôi nó bắt hả? Ờ. Hay. Ờ giờ tích vô được. Ờ vậy đánh rồi đó. Đúng rồi. Giờ tích đủ vinh quang của em. Nó thấy rồi, nó thấy rồi. Rồi. Bắt em nè, nó qua bắt em nè, nó qua nó bắt em nè. Ừ vô đây. Nó qua nó bắt em cho anh dễ chơi. Con mọt coi, mọt coi rồi. Đâu là nhiêu được. Cho anh đi. Đó, bảo đi anh. Ừ, bảo đi, đúng rồi anh. Vậy làm sao biết được đụng mẹ trong âm phủ này có gì xảy ra? Thấy được nhà đúng rồi, bây giờ mới kêu vô trụ. Lòng cái nghĩ sao đủ người? Em nó khó vô quá à. Rồi, em nghĩ rồi. Dạ, sẽ chơi đi, mày điên không? Điên không? Thôi! Sao mày muốn một cuộc dàn dựng đúng không? Giờ Ken có muốn có một cuộc nói chuyện giữa Lùi với Achi không? Đó, chỉ hỏi đơn giản rồi. Muốn hỏi rồi. Níu kéo. Làm việc kìa, đồ mẹ đi. Nó kêu nó làm việc kìa, cho nó 50 ngàn đi.
Mỗi thuê nó mỗi. Thuê nó mỗi, đồ mẹ lấy tiền đè nó 50. Lê đuôi mỗi có sẵn mà. Cho nó 50. Vô cho anh mẹ. Chuyển cho 50. Đó, giờ sao? Mày lừa đó. Đó, lẹ. Giờ chuyển liền luôn. Đi đái nè. Mày lừa đó. Thiệt mà, chuyển liền hoàng. Chuyển cho nó ok mỗi. Lê đuôi mà có sẵn tiền mà.